Hubba Hubba Hubba. Tony ơi, cảm hứng phản bội tôi. Tất cả những màu sắc này, những hình dạng này, rừng rậm đã đánh thức bản năng sáng tạo của tôi. Tôi, Desiree Varen, ông vua của thời trang. Tôi sẽ tạo ra một phong cách mới, một sự biến đổi, một khuynh hướng mới. Tony ơi, bộ sưu tập mới của tôi sẽ là nó, đó là Junglissimo. Bông hoa to lớn này, phải, đó là một cái mũ, một cái mũ Junglissimo dân rất to thứ này. Còn trái này sẽ là một cái ba lô Junglissimo. Ôi trời ơi, những chiếc lá lớn này sẽ là một cái váy, một cái váy Junglissimo dân dân cực lắm thưa ngài. Ôi, và cái này là ôi, đó là cái mũi của tôi. Spring, cậu làm gì ở đây trong trang phục này? Nhỏ mồm thôi, các anh đã làm con mồi chạy mất rồi. Ôi, một kiểu quá trang rất đẹp. Tại Marsupilami sẽ đến chứ? Chúng tôi đã ở đây từ 2 tiếng đồng hồ rồi. Còn tôi đã chờ hắn 20 năm rồi. 20 năm. Phải, 20 năm. Nhưng cô, thời trang không thể đợi được. 2 ngày nữa tôi sẽ tham dự một cuộc trình diễn thời trang. Mặc kệ Marsupilami, chúng ta sẽ bỏ rơi nó. Hoopa! 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 Hoopa!
cuối cùng chúng ta cũng có được con vật này. Vậy nhưng chúng ta không thấy đâu có một con marsupilami. Tiền của tôi. Chính là marsupilami. Chính là marsupilami. Cú này mình sẽ ối. Đó là marsupilami. Marsupilami. Ôi trời đất ơi, hãy nghe tôi, những cái tay ngu đần đó đang bắn vào chúng ta. Marsu. Marsupilami. Ôi không. Ôi thật khủng khiếp. Tôi đã giết chết Marsupilami. Lẽ ra tôi đã phải biến nó thành cái đinh trong màn trình diễn của tôi. Come on, guy. Con vật kia, đi khỏi chỗ này đi.
tôi, cứu tôi. Cái đuôi này với một cái đuôi như vậy, tôi có thể làm nên những điều kỳ diệu. Bác Marsupilami biểu diễn thời trang trên một cái bục, rồi các tờ báo sẽ nói về sự kiện này trong hàng tháng. Bộ sưu tập Jungleissimo của tôi sẽ đi vòng quanh thế giới. Thưa ông, Hãy nhìn đây thưa ông. Sự kinh hoàng trên các con đường của thành phố. Hôm nay một sinh vật bí hiểm đã tấn công một cách dã man vào nhiều cửa hiệu bán báo một cách vô cớ. Những hình ảnh này được quay bởi một du khách, là những hình ảnh duy nhất mà chúng tôi có được. Đó là một loài thú săn mồi. Theo các nạn nhân, đó là một loài lai giống giữa báo và tung tin. Và lúc này cảnh sát vẫn chưa tìm thấy dấu vết của nó. Nếu các bạn thấy con vật này, chúng tôi khuyên các bạn nên trốn càng nhanh càng tốt, đặc biệt đối với những người bán báo. Nó vẫn còn sống. Ôi Tonio, mặt sư Pilami hãy còn sống. Hay quá, hay quá. Quá hay thưa ngài. Buổi trình diễn bộ sưu tập mới của tôi sẽ diễn ra ngày mai. Nó phải có mặt trong buổi trình diễn của tôi. Phải như vậy. Nhưng bằng cách nào? Nếu như ta công bố một phần thưởng có được không? Một phần thưởng à? Đúng rồi, một phần thưởng. Tôi vừa có một ý tưởng cực hay. Nào, làm việc đi. Các bạn thân mến, những nạn nhân của thời trang, tôi có một tin sốt dẻo cần thông báo tới các bạn. Rồi nhà tàu mốt vĩ đại Derize Varen sẽ mai trang phục suốt đời cho ai bắt được con khỉ da báo đang hoành hành trong thành phố. Suốt đời ư? Chịu chơi lắm. Ôi cực kỳ thời thượng, bạn có tưởng tượng được không? Được mặc đồ của Varen ư? Ôi một sự bốc phét đó mà. Hả? Nhưng họ đâu cả rồi? Tôi, nhà tàu mốt vĩ đại Desire Varen, sẽ mai trang phục suốt đời cho ai bắt được con khỉ da báo đang hoành hành trong thành phố. Tôi, nhà tàu mốt vĩ đại Desire Varen, sẽ mai trang phục suốt đời cho ai bắt được con khỉ da báo đang hoành hành trong thành phố. Đen này, chúng ta làm một vòng rồi về ăn thôi. Những vòng quấn của trang con Twister, những que xiên cá piranha, nồi nướng. Tất cả những thứ này đối với tôi trông ngon tuyệt. Jungleissimo. Jungleissimo. Thiếu muối rồi. Ah!
Tí nữa mi. Không khí như thế này sao? Nói lên điều gì? Tốt lắm, tốt lắm. Tonio, việc tập dược đã kết thúc. Như thế là không tử tế đâu thưa ông. Con báo này rất tàn bạo, nhưng dù sao đi nữa mọi chuyện phải trôi chảy mới được. Còn Marsupilami thì sao? Không có một tin tức nào thưa ông. Ôi cứu tôi, tôi không biết bơi. Cứu tôi. Marsupilami. Here? Oh, ôi. That's Marsupilami. The Marsupilami. Marsupilami. Here, baby. Come on now. Cục cưng, đâu rồi? Oh, oh, ôi. Goodness. Đúng là một cuộc tàn sát. You in here, sweetheart? Where's đâu Dylan? Rồi? Where are you? Marsupilami. Hả? Huba. Ôi, có lẽ còn tệ hơn. Đây là phong cách hoàn toàn mới. Bạn sẽ rất bất ngờ chóng ngợp bởi bộ sưu tập mới của tôi. Tôi đã sửa nó lại khi nghĩ đến bạn. Xin lỗi ông. Chủ đề nào thưa ông? Ôi, tôi quý cô Chatterton. Quý cô sẽ thích bộ sưu tập mới của tôi. Tôi đã sáng chế ra nó khi nghĩ về quý cô. Thế à, rất cảm ơn ông. Thưa ông. Anh có chuyện gì cần nói với tôi sao, Tonio? Tôi cũng không nhớ nữa thưa ông. Thôi làm việc đi, Tonio. Làm việc đi. Nào nào, liều thuốc siro an thần ngon lắm đó. Con mèo đực to lớn của tôi. Đây quả là một thắng lợi to lớn. Tôi say mê nó. Tuyệt vời lắm thưa ông Varen. You're
comes your kitty, Katie. Kitty, Kitty. Không sớm lắm đâu, tôi đã bỏ lỡ món hay gì mất rồi. Con mèo đi rồi. Anh có chắc là nó không hùng dữ chứ? Tôi đã khiến nó trở thành một con cừu non rồi, cô bạn đáng mến ạ. Ôi, quả là bất ngờ, đúng là một sự đột phá. Ôi, ôi không, cứu tôi với. Chú ơi, nhưng đó chính là Masupilami. Wow, quá là ấn tượng. Vũ điệu này rất thời thượng. Phải, không tệ lắm. Nó là của tôi. Nó là của tôi. Đẹp quá. Nhưng nó làm gì vậy? Xin chào, quả là lạ lùng. Có vẻ không ổn rồi đây. Vì vậy từ từ nào, chúng ta có thể thảo luận thưa ông Masupilami. Ôi. Ồ, cảm ơn. Tôi thích lắm. Anh vẫn chưa khuất phục được tôi đâu, anh bạn à. Nhưng đây là một sự khám phá hay đó. Tôi vẫn còn bị bất ngờ vì nó. Tôi rất thích nó. Vâng, cảm ơn, tôi cũng vậy. Varen này, tôi sẽ mượn những người mẫu của anh cho băng video clip sắp tới của tôi. Cảm ơn bạn nha, tôi sẽ đền đáp cho anh. Masupilami và con trai. Hmm.
Cuba. Sufi. Ở đây có cái gì đâu? Vậy sao? Ông có dám chắc vậy không, ông Ostenberg? Đừng lo, ở ngay đằng kia có một kim tự tháp, nhưng chúng ta không thấy đâu do những cây cao. Hãy theo tôi. Tốt tuyệt vời không nào? Chỉ là một đống đổ nát cũ kỹ. Anh phải biết rằng cái đống đổ nát cũ kỹ này, như lời anh nói, là tất cả những gì còn lại của một trong những nền văn minh độc đáo nhất từng tồn tại. Chúng tôi đã nghiên cứu chúng không dưới 10 năm, vợ tôi và tôi. Vì vậy tôi yêu cầu anh chứng tỏ sự tôn trọng quá khứ một chút. Đừng nổi nóng như vậy. Tôi thấy sao nói vậy thôi. Thôi Harry, em chắc rằng ông Butler không muốn chạm tự ái anh đâu. Đơn giản ông ấy không có nỗi đam mê như của chúng ta, vì vậy không hiểu được. Dĩ nhiên là em có lý, Debbie. Xin lỗi, e rằng tôi cũng có phần quá trớn. Không sao, tôi cũng vậy mà. Thỉnh thoảng cũng nóng tính. Có lần... Đừng khóc nữa con, là mẹ đây. Cha tới đây. Sắp tới rồi. Đừng khóc nữa con, mẹ đây. Nó đói. Thấy sao hả? Anh chị đúng là chuẩn bị rất chu đáo. Anh bạn Bakalai thân mến, khi chúng ta có con, từ chủ đạo là có tổ chức. Chà, anh bạn nhỏ này cũng xấu đói dữ ha. Anh bạn Buckley thân mến, anh tới đâu rồi? Xong rồi. Thấy thì không có gì khó, nhưng việc dựng lều cũng không phải dễ. May là tôi đã quen với chuyện này. Tôi hiểu mà, tôi thấy rồi. Lần đầu tiên tôi dựng lều là hồi năm... Dụng cụ hiện đại là vậy đó. Nói nhỏ thôi. Dennis vừa mới ngủ. Tuyệt lắm. Giờ chúng ta có thể đi coi kim tự tháp. Nhưng một người trong chúng ta phải ở lại để coi chừng Dennis. Cứ đi đi, để tôi coi cho. Giao cho tôi thiên thần nhỏ bé của quý vị sẽ an toàn. Chỉ là một chuyến viếng thăm nhỏ, chúng ta sẽ không đi lâu đâu. Ông Beckley có thể tự xoay sở được mà. Được, vậy chúng ta đi nào. Đi vui vẻ nha.
Có để cho tao ngủ không hả nhóc? Nếu đúng như em hiểu, văn tự này nói về một lối đi bí mật. Nó nói rằng cái mỏ của con kép sẽ mở đường cho bạn. Anh nghĩ chắc là như thế này. Đừng! Anh có sao không anh yêu? Không sao, nhưng anh thật là ngu đần. Cảm ơn. Đừng lo, bây giờ vì không thể quay lại nên tốt nhất là chúng ta thử ngã này. Có thể em có lý. Tiếng gì vậy? Ôi trời ơi! Cứu! Ôi nhìn kìa, viên đá chơ vơ này đã chặn cái khối khổng lồ xích đè bẹp chúng ta. Chúng ta an toàn rồi. Anh muốn nói sao cũng được. Nhanh lên đi anh ơi, viên đá sắp hết chịu nổi rồi. Anh chụp được rồi. Debbie, anh đây, Harry đây. Em có sao không? Em nghĩ là không sao. Ôi, rớt từ trên cao như vậy. Đây là đâu? Nơi phiền phức. Oh,
Hứa Quỷ. Tới lượt em yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có chuyện gì cũng đừng nhìn xuống. Hãy bước lên phiến đá nhỏ bên phải của em. Debbie! Không! Cố bám vào đi, Debbie. Đừng nhúc nhích. Anh sẽ đưa em ra khỏi đó. Harry, em hết chịu nổi rồi. Debbie, chụp lấy. Em cứ tưởng không bao giờ tới được chứ. Anh cũng vậy. Chúng ta đã chứng minh được câu nói: tình yêu có thể dời non lấp biển. Em nghĩ là lối này. Coi bộ không hay đâu. Không còn cách nào khác. Đi nào. Cẩn thận đó, Harry. Mặt đất rất dốc và rất trơn trượt. Đừng lo, Debbie. Anh giữ thăng bằng rất tốt mà. Đủ rồi đó. Em muốn thoát ra khỏi đây. Em muốn gặp con. Đừng lo, với ông Bring Back to Life, bé Dennis của chúng ta sẽ an toàn. Chắc bây giờ ông ấy đang tìm chúng ta. Chắc chắn là có cách ra khỏi đây, anh chắc là như vậy. Trước hết phải tìm cho kỹ. Anh tìm được rồi. Mày có chịu ra không hả? Ôi không, chỉ còn thiếu nước này nữa thôi. Anh sẽ trả nó lại chỗ cũ.
Hết cách rồi, nó kẹt cứng. Anh à, anh có thể làm giùm em một chuyện không? Đừng đụng vào cái gì cả. Em nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Để ta yên. Chết tiệt mấy con muỗi. Trần không còn xa. Nếu nước tiếp tục dâng, không chừng chúng ta... Có cái gì đó vừa chạm vào em. Có cái gì đó cắn anh. Cá răng dao. Coi bộ chúng ta sẽ không bị chết chìm mà bị ăn thịt. Cứu. Chừng nào ăn được vậy? Cứu! Đi đi, những sinh vật xấu xa. Anh có nghe không? Cái gì vậy? Ôi trời ơi, tội nghiệp nó. Con vật này lạ thật đó. Không tin được thì đúng hơn. Và nó vừa cứu chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta lên trên kia được? Baba. Ôi trời ơi. Nó định nói cái gì đó. Huba. Nó làm gì vậy? Một hiện tượng. Nó còn có cả thang máy nữa chứ. Chuyện gì vậy kìa? Ông Bacalai. Mọi chuyện ổn cả chứ? Không có gì chứ? Bà Osterberg thân mến, với một người như tôi sẽ không bao giờ có chuyện gì đâu. Chúng tôi bị kẹt trong một kim tự tháp. Tuyệt thật đó. Và chính một con vật lạ với chiếc đuôi dài đã cứu chúng tôi. Đó là Marsupilami. Nó đâu? Nó ở đâu? Nó đi rồi, thậm chí không chờ chúng tôi cảm ơn. Ngươi không thoát ta được lâu đâu. Một ngày nào đó ta sẽ bắt được ngươi. Nếu không, ta sẽ không phải là Brigham Baker Life. We'll be right back.
Masupilami biểu diễn xiếc. Thật là một tai họa. Chúng ta đang trên bờ vực của sự phá sản. Giờ còn chuyện này nữa. Một gánh xiếc không có thú, giống như một kẻ ăn xin không có nón dạ. Ai mà tin được chuyện này chứ? Ngài có lý, thưa ngài Nabum. Anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã hết làm hề rồi. Tôi đã hết hợp đồng rồi mà. Không hẳn đâu anh bạn. Canvero vẫn chưa bán cho tôi gánh xiếc của ông ấy mà. Tôi biết, nhưng thưa ông Nabum, tôi là một kẻ mánh khóe, không phải một anh hề. Người ta thường gọi tôi là Jimmy kẻ bướng bỉnh. Vì vậy ông hiểu chứ, trang phục này đúng là không hợp với tiếng tăm của tôi. Tôi cóc cần biết tiếng tăm của anh. Gánh xiếc này là thứ duy nhất ở Palambi không thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi không chấp nhận điều đó. Vì vậy, tâm trạng của anh cũng như việc anh lo cho tiếng tăm của mình nữa, quên đi, nếu không thì đừng nhắc tới lương nữa. Hiểu chưa? Báo động cho tất cả các xe, những con thú quen đang di chuyển về phía đại lộ chính. Chúng đây rồi thưa sếp. Nhân danh pháp luật, tôi bắt các anh.
Chúng không chịu dừng lại, sếp ơi. Bắt lấy chúng. Trông cậy vào anh đó, anh sẽ làm cho không khí sôi động lên đúng không? Suy cho cùng anh là chú Hề mà. Tôi à, Hề à. Nếu như bạn bè tôi trong giang hồ mà nhìn thấy tôi đi bằng đôi giày này, họ sẽ nghĩ sao chứ? Lúc này mà ông còn cười được sao? Khi mà không chừng bọn trẻ của tôi đã bị một con thú quan tấn công, bị thương hoặc bị ăn thịt. Xin lỗi các ngài, có ông Canvero ở đây không? Chú ý nào, không ai được nhúc nhích. Những cục cưng của ta, cục vàng của ta. Mọi chuyện sẽ ổn cả. Ba tới rồi đây. Tôi nói rồi, đừng nhúc nhích mà. Như tôi đã nói, 10 chiếc xe hơi bị hư hại, 20 cảnh sát phải nhập viện. Đại lộ chính của Chiquito hoàn toàn bị phá hủy. Vì vậy, tổng cộng tiền phạt là 2.000 Palumbo, trả ngay không tính lãi và không cho thiếu chịu. 2.000 Palumbo, các anh là quân ăn cướp. Là cảnh sát không phải ăn cướp thưa ông, không được nhầm lẫn. Rất vui được làm ăn với ông Canvero. À, chờ chút, con vật này không phải của ông chứ? Ông mang nó theo với chúng ta chứ? Ôi mình, Jimmy kẻ bướng bỉnh. Cũng may là cái gánh xiếc tồi tàn này sẽ không cầm cự được lâu khi mà không có những con vật bẩn thỉu đó. Một con vật kỳ lạ. Đây có lẽ là sự hấp dẫn mới sẽ cứu lấy gánh xiếc này. Ông Nabum, công việc này không thích hợp với tôi. Mặt xác đồng tiền. Tôi bỏ cuộc. Tiếc thật, một anh hề giỏi như vậy. Cái gì đây? Hình kỷ niệm. Tôi nghĩ các báo chí Chiquito sẽ rất thích đăng chúng. Anh nghĩ sao? Jimmy kẻ bướng bỉnh, nỗi sợ hãi của Chiquito. Ông sẽ không làm vậy chứ? Bà mà tức giận thì... Kính thưa quý vị, xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho một tiết mục mới ngoạn mục chưa bao giờ quý vị được xem. Con hiểu chưa? Đừng nhúc nhích nha. Không, con không được ăn trái táo. Tiếp một cái tiếp, nhanh lên. Hết cách rồi, không huấn luyện nó được. Để coi các ngươi có biết bay thật không?
ở đâu ra vậy? Không tin được. Ra đây nè. Con cưng, con bị con gì cắn à? Bình tĩnh nào, quay lại đi. Tới lượt mày đây, con vật đáng nguyền rủa. Cuba. Sẽ có chỗ cho tất cả mọi người. Để tôi qua. Ôi tệ quá. Josie, đến lượt cô. Chúc may mắn. Jimmy, đưa cho tôi mấy cây kiwi. Người ta gọi là những ngôi sao sáng nhất. Được, mình sẽ cho họ muôn gì sao. Lần này ngươi sẽ không làm được gì đâu, con vật khốn khổ kia. Tất cả sẽ nổ tung. Sao nó làm vậy được? Các bạn thân mến, nhờ anh bạn mới của chúng ta, doanh thu đêm nay sẽ cho phép đoàn xiếc của chúng ta duy trì hoạt động lâu hơn dự kiến. Tuyệt vời. Con vật đó thật tuyệt vời. Trời ơi, tiền, nó biến ra mất rồi, mất tiêu rồi. Cứu, có ăn trộm. Thật là một tai họa. Không có tiền, tôi không còn gì nữa để nuôi sống gánh xiếc. Tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Nhưng ông cứ nhận cho. Cảm ơn các bạn. Nhưng rủi thay, bao nhiêu đây cũng không đủ. Vĩnh biệt gánh xiếc.
Anh đi đâu đây? Xin lỗi Jimmy, chúng tôi không nhận ra anh. Xong rồi thưa ông Nabum, Canvero đã tán gia bại sản, hắn sẽ phải bán cho ông giám xiếc đó. Nhưng còn mấy tấm hình? Lát nữa, đừng phí thời gian. Vì thời gian là tiền bạc, mà tiền thì quan trọng. Đây, có thể đủ để mua gánh xiếc cỏn con rồi đó. Hoopa! Ê, tiền của ta! Bắt con vật điên khùng đó lại, đó là lệnh! Đồ đần! Nhắm lên đồ ngu, đừng để nó thoát. Hello there. Xin chào. Con vật đáng yêu của ta. Nó chạy hướng này nha. Các ngài không được vào. Đây là lối dành cho nghệ sĩ. Nhà lưu động của anh ở đâu Jimmy? Tôi chán bộ đồ này lắm rồi. Đừng ca cẩm nữa, theo ta. Nó đâu rồi? Kia rồi, ở dưới áo choàng. Đồ vô dụng, đồ ngu, chẳng được tích sự gì cả. Ta ghét xiếc. Nhìn kia, ở trên kia. Họ cho như vậy là vui à? Khoan đã, tên đó làm ta nhớ tới một người. Không thể nào. Không được cười nữa, lũ dốt đặc. Jimmy, giúp ta đi chứ. Jimmy. Phải, đúng đó rồi, Jimmy, tên bướng bỉnh, nỗi sợ hãi của Chiquito. Tôi biết ngay mà. Ôi không. Ê, chào các cậu. Mình sẽ giải thích. Đó là một hợp đồng. Đây nè,
Các bạn thấy không? Nhờ vậy mà tôi không bị phát hiện. Cứ chờ tụi này kể lại cho đám bạn giang hồ. Đừng nghĩ tôi thích mặc bộ đồ này chứ. Thằng nhãi ranh kia, mày sẽ phải trả giá cho chuyện này, nghe chưa? Ê, không có thời gian nói chuyện nữa. Phải lấy lại cái vali tiền. Ông đã làm hỏng sự nghiệp của tôi rồi. Những năm tháng tôi đã mất công ăn trộm, tống tiền, giờ đã tan theo mây khói. Đừng bao giờ ló mặt tới Chiquito nữa. Nhưng tôi có một đề nghị khác cho anh. Cứu tôi. Ai đó có thể giải thích cho tôi điều gì vừa xảy ra không? Ôi nhìn kìa, ngươi là một anh bạn đáng kinh ngạc. Ngươi chắc là ngươi không muốn ở lại chứ? Tạm biệt. Người máy ma sư. Vệ tinh quan sát của chúng ta vừa truyền những hình ảnh mới từ khu rừng Palumbo. Như các bạn thấy, những tài liệu này chứng thực không thể chối cãi về sự tồn tại của loài Marsupilami huyền thoại. Nếu những gì người ta kể là đúng, thì đây là loài hung tợn nhất thế giới, sinh ra để chiến đấu. Con mèo rừng này là một chiến binh hoàn hảo. Chúng ta phải bắt được Marsupilami, nghiên cứu nó và tái sinh sản nó không ngừng dưới dạng nhân bản vô tính điều khiển học. Với một thứ vũ khí như Marsucop, chúng ta sẽ thống trị thế giới. Đối với nhiệm vụ tinh tế này, tôi đề nghị thành lập một đội đặc nhiệm ngay tức khắc dưới sự chỉ huy của thiếu tá Swan mà các bạn thấy trên hình và tôi mà các bạn thấy đây bằng xương bằng thịt. Gì? À phải, chiến dịch Marsupilami đã được thông qua. Chúng tôi đang bay trên rừng rậm, thưa đại tá. Các bạn hãy chuẩn bị nhảy. Đứng lên.
Nhảy đi, nhảy đi. Papa is Baba. Tuyệt hảo thiếu tá, chúng ta sẽ cắm trại tại đây. Đã đến lúc xuất phát tới khu vực cần tìm. Tôi chịu trách nhiệm dùng xanh lơ, còn anh thiếu tá dùng đỏ. Xin tuân lệnh, đi thôi. Cuộc săn lùng bắt đầu. Master Pilami, McDonald, mày là một thiên tài. Mày không làm tao sợ đâu. Chỉ là một lũ lông lá. Ta đã thuần hóa được những con dã thú còn lớn hơn cả mày. Bây giờ tao bắt được mày rồi. Mày thấy sao hả, con khỉ lớn? Nào, tự vệ đi. Một đại tá hải quân. Tôi không biết bơi. Cứu tôi với. Tốt lắm con trai à. Ngươi đã cứu một sĩ quan, xứng đáng được hưởng một huy chương. Hãy đưa ta ra khỏi đây. Đừng làm vậy chứ. Con khỉ da báo này muốn chiến tranh đây. Mày sẽ có được. Ông muốn chiến tranh phải không, ông Masupilami? Vậy thì chiến tranh đây. Mày đã chơi tao, Masupilami.
Giờ tới lượt mày. Chúng tôi đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm ngay khi về đến căn cứ. Thưa quý vị, xin giới thiệu một con Marsupilami. Được rồi, mở miệng ra. Miệng đó, mở ra. Lớn như vậy nè. Đâu là Marsupilami? Người mặc áo blue trắng hay là người mặc bộ đồ màu vàng đen tức cười kia? Chắc là người kia rồi. Có vẻ như anh ta cần được khám. Phải, chắc chắn rồi. Còn bây giờ, ngươi nhìn thấy con gì đây? Là anh đó, McDonald. Con Marsupilami này thông minh đó chứ. Thử nghiệm kế tiếp. Xin lỗi đại tá, đã đến mức cao nhất rồi mà nó vẫn không có phản ứng. Siêu chiến binh của các anh đó hả? Một con khỉ còn điếc hơn cả một vị tướng về hưu à? Hả? Anh nói gì? Không thể nào. Chắc chắn là do dụng cụ. Thử nghiệm kế tiếp. Tiếp tục đi. Còn bây giờ, thưa đại tá, cơ chế nhỏ tuyệt vời này sẽ đo đạc Marsupilami, phân tích lông của nó, chụp x-quang xương của nó, đo nhịp tim và vân vân. Nó có một khuôn mặt dễ thương đó chứ. Tôi cũng thích nó nữa. Vả lại nó cũng thông minh mà. Đây là thứ tốt nhất của công nghệ hiện đại. Các ngài thấy không? Nó chào còn giỏi hơn cả McDonald. Ôi, cái nón của tôi. À, khoan đã, Charlie. Anh đi đâu vậy? Ngài sẽ thấy, thưa đại tá, chỉ cần nó đi qua đường hầm một lần là xong cuộc phân tích. Lấy cái tay dơ bẩn của các ngươi ra khỏi người ta. Rút lại, đó là lệnh. Thật là trớ trêu. Đại tá nhìn đây, những kết quả đầu tiên đã có. Hoàn hảo. Ngay khi anh có được tất cả những dữ liệu cần thiết, anh sẽ tiến hành việc chế tạo ra những cảnh binh Masu. Nhìn màn hình nè đại tá. Kết quả x-quang của Marsupilami. Cái gì đây? Có vẻ như là một vị tướng. Một vị tướng. Ôi trời ơi, những vị tướng cao cấp nhất của chúng ta. Không tin được. Thử nghiệm tiếp theo phải xác định mức độ tính hiếu chiến của Marsupilami so với những đối thủ rất khác nhau. Một không. Die!
không? Thấy chưa? Nó được sinh ra để đánh nhau mà. Một khi ta có được một đội quân ma sư, những chuyện như thế này sẽ hiếm khi xảy ra. Báo động đỏ, Master Villamy đã trốn thoát. Báo động đỏ. Tội nghiệp chưa? Đám trẻ ngày nay không biết từ từ mà ăn nữa. Mau lên, tìm lại cho ta con vật đó. Cả đám các ngươi. Hình như kế bên anh là con Masupilami, phải không Charlie? Phải. Sao, ngươi đói phải không? Được, theo lệnh tôi. Tấn công. Các ông có tìm được con Masupilami chưa? Không thành vấn đề, nó đang ở với chúng tôi. Đúng vậy. À phải, nó cũng dữ đó chứ. Và cũng rất háo ăn. Con Masupilami đang ở nhà ăn. Hãy bắt lấy nó. Tuyệt lắm, xuất sắc. Ta đáng được cái này. Và những cảnh binh ma sư này chỉ tuân theo giọng của ông đại tá. Nghiêm. Chà, với đội quân ma sư của ta, không gì và không ai có thể ngăn được ta. Y như những ngày xưa. Các anh có nhớ cuộc tập kích vào đồi Kimakama không? Anh lú lẫn hay sao vậy? Cuộc tập kích vào đồi Kimakama là bộ phim chúng ta xem hôm qua trên truyền hình mà. Tôi đã nói là nó ở đây mà. Cái tên McDonald khốn kiếp đó. Đừng lo cậu bé. Chúng tôi không bao giờ giao một người bạn thân vào tay kẻ thù đâu. Thôi được rồi, chuyện ăn mừng để sao? Chúng ta hãy ra khỏi đây. Nào nào nào, ba vị tướng của bộ tham mưu giúp một tên tù binh trốn thoát. Đây là một sự phản bội nghiêm trọng đúng không? Các cuộc thử nghiệm kết thúc rồi, McDonald. Không có lý do gì để giam giữ Masupilami nữa. Lầm to thưa ngài. Còn một cuộc thử nghiệm cuối cùng. Những cảnh binh ma sư của tôi còn phải chứng tỏ là một Masupilami thực thụ. Không thể được. Tôi ra lệnh cho anh trở về đống sắt dụng của anh trong gara và để cho Masupilami ra đi. Lệnh ư? Chấm dứt ra lệnh đi. Với đội quân ma sư của tôi, chẳng mấy chốc tôi sẽ là bá chủ thế giới. Ôi tiếc thật.
các ngài sẽ không còn tồn tại để nhìn thấy điều đó. Tấn công! Tấn công! Bắt được rồi! Ai mạnh nhất? Đó là Masupilami. Ai giỏi nhất? Đó là Masupilami. Mày sẽ phải trả giá về chuyện đó. Lấy đại pháo ra, làm cho nó quắt lại, nghiền nát nó đi. Đứng đứng. Chúng ta đã trở lại chỗ cũ. Hơn nữa đó lại là đường cùng. Nó muốn nói gì vậy? Ôi trời ơi, bọn chúng tới nữa kìa. Chúng ta tiêu rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ được coi đồi Kimakami nữa. À, ta hiểu rồi. Các ngài phải thừa nhận là nó thông minh. Bắt đầu đi. Ai mạnh nhất? Đó là Masupilami. Ai giỏi nhất? Đó là Masupilami. Masupilami thân mến, vì ngươi đã đánh bại những tên cảnh binh Masu, và để ghi công ngươi đã cứu sống chúng ta nhân dịp này, chúng ta trao tặng ngươi huy chương của những vị tướng già. McDonald sẽ nổi khùng mất nếu hắn thấy những gì chúng ta làm với các cỗ máy của hắn. McDonald, hắn đã sức nghiền nát chúng ta. Bây giờ đã đến lúc cho hắn thấy ai là người ra lệnh, một đại tá hay ba vị tướng. Cho máy bay bay lên, đó là lệnh. McDonald, McDonald, tới nhận nhiệm vụ đi, McDonald. Tên vô lại đó đang trốn đi bằng máy bay lên thẳng. Ba 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 ba
Hoopa pa 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 pa. Hoopa pa 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 pa. Ooh.